Tím ạ. Tiếng Anh. Tím là purple. Không phải, sai rồi. Mới thấy có một lần đấy mà, làm sao em nhớ purple. Được. Purple. 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 Bởi vì là em nói cho cô nghe nhá, hôm nay em đi học nhá, xong em bị tắc đường. Chưa, em không muốn đi học muộn đâu. Hôm nào mà đi học muộn nhá là có phạt ngay biết chưa? Vâng ạ, chỉ đọc một lần đấy thôi nhá. Thế hôm nay em thuộc hết bài cũ chưa ạ? Ôi em thuộc hết rồi. Và em thuộc ơi là thuộc rồi mà. Nhưng hôm nay sẽ là tiếng Anh. Vâng ạ. Bây giờ con đọc trước em đằng sau nhá. Vâng ạ. Ơ, cô ơi, cái này giống cái bóng đèn đấy. Đây là cái nước màu đấy. Ồ, cái này giống bóng đèn nhà em đấy. Bố em mới mua về lắp cho em để học bài xong. Bây giờ con đọc trước một lần em đọc sau nhá. Vâng ạ. Purple. Purple. Yellow. Yellow. Blue. Blue. Green. Green. Red. Red. Bây giờ em ạ, đọc đúng câu nào thì cô sẽ thưởng kẹo ấy chứ ạ? À, em được ăn kẹo à? Được ạ, à, cái này dễ, em biết thua. Đây là màu gì? Màu tím ạ. À. Tiếng Anh. Tím là purple. Không phải, sai rồi. Mới thấy có một lần đấy mà, làm sao em nhớ purple. Được? Purple. 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 Sao ạ? Đọc xong mới được ăn. Cô bảo em đọc xong mới được ăn đâu. Cô chỉ bảo là trả lời đúng thì cô thưởng kẹo. Thưởng kẹo thì em ăn thôi. Rồi rồi em để đây một cái. Xanh, xanh da trời. Blue. 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 Không được kẹo đến chết rồi. Vì sao ạ? Đọc sai để cô nhắc rồi. Thế hả? Ba cái rồi mình đi được có một cái kẹo. Màu gì? Green. Đúng rồi. Hi, lại được kẹo nữa. Em xin ạ. Mình chỉ được ăn hai cái. Rồi ạ. Thế đây là màu gì? Đó là màu gì nhỉ? Red. 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 Không được kẹo nó chỉ được hai cái thôi. Em lại đọc sai à? Ừ. Hôm nay em được mỗi hai cái kẹo à? Vâng. Không được thì sao á, còn không được cái nào. Cô ơi, bây giờ em học xong rồi em học về chưa ạ? Không, thôi được rồi. Hôm nay cô không về bình nữa. Vâng. Ngày mai á, mà hôm nay á, đi học về á, phải nhớ học thuộc bài cũ. Không thì ngày mai đến á, mà không thuộc á, là cô cho úp vào vào tường ấy chưa? Vâng ạ, à, em chào cô em về ạ. À. Cô có em xin cái kẹo nữa. Không được. Ngày mai á, em học thuộc hết á, em lấy hết cái chỗ kẹo của cô luôn. Học không được học, mà cô đòi nhiều kẹo. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.